Nếu bạn đang có nhu cầu mua lịch Game Boy Mobile để chơi cùng bạn bè, hãy ghé qua shopmoviet.vn để ủng hộ Mô Việt nha. Shop bán lịch duy nhất của Mô Việt. Hiện tại shop đang có chương trình giảm giá đặc biệt 20% anh em ơi. Mọi lịch trên shop đều là trắng thông tin và anh em hoàn toàn có thể yên tâm mua và đổi mật khẩu, đổi thông tin để trở thành 100% lịch của các bạn. Hello, chào bạn, Mô Việt sẽ chơi vị tướng Aisa và Aisa có con pet gọi là Tí Nị anh em ơi. Tí Nị kết hợp với Zip, đây là cái bộ đôi khá là vui vẻ trong game Doctor Vai. Đừng hút bạn ơi. Tao có thích ăn cái con Tí Nị của mình nhỉ? Rồi anh em thấy chưa? Đây là đội biệt đội 3 người nha, một con bé dễ thương cộng với hai cái con thú cưng. Hai thanh niên này đi cùng nhau dễ thương vô cùng luôn. Ây, bị đóng băng rồi. Đóng băng tiếp này. Nhưng mà tốc hành lên. Ném chút 1. Rồi, và nó cho trụy. Hay quá. Con pet này đánh rất là đau anh em ơi. Con pet này đánh cực đau luôn. Và Aisa là vị tướng pháp sư. Kiếm hỗ trợ rất là tốt với con pet nhỏ này. Bạn sẽ có thể check map. Các bạn có thể tấn công tướng địch. Rất sướng. Rồi vào luôn, bật chiều cuối này. Kích hoạt chiêu hoa làm chóa mục tiêu xung quanh. Và hay quá. Khi mà tướng địch ở trong cái vòng chiều cuối của Aisa thì con pet Tí Nị nó rất khỏe. Rất khỏe anh em ơi. Nó được tăng các kỹ số. Đánh cực sướng anh em ơi. Nên là các bạn cố gắng là dùng chiều cuối chuẩn xác để nhốt tướng địch vô. Rồi con pet nó sẽ vả. Việc của chúng ta vô cùng đơn giản chính là điều khiển con pet này. Làm sao đừng để pet chết. Pet chết thì các bạn sẽ rất là yếu. Phải giữ con Tí Nị này sống để nó tấn công tướng địch anh em ơi. Và đặc biệt khi được cường hóa chưa một, các bạn sẽ thả ra một cái cây nấm. Và cái cây nấm này nổ đam rất to. Như vậy sự kết hợp giữa cây nấm và chiều cuối nhốt tướng địch sau nổ đam của một nấm sẽ có lượng đam siêu to khổng lồ từ bé xa. Tất nhiên hiện tại mình chết con pet Tí Nị rồi, phải đợi thôi. Để nó hồi sinh nha. Chiêu 1 điều khiển Tí Nị tấn công, chiêu 2 thu Tí Nị về. Nếu mà trong quá trình thu mà tướng địch đúng xung quanh các bạn thì sẽ bị hất tung lên. Đồng thời sau đó thì búp ra ảo cho Aisa. Chiêu cuối thì các bạn sẽ tạo cái vòng tròn ở cái điểm chỉ định. Nếu mà có pet Tí Nị thì nó sẽ nhảy vô cái vòng tròn đó. Và nói chung là tấn công mục tiêu rất thốn. Ok, đây bộ kỹ năng của Aisa. Còn cách chơi thì vô cùng đơn giản anh em ơi, spam chiêu bộ liên tục, điều khiển con pet đánh. Điêu thuyền à, điêu thuyền trùm pháp sư à. Không biết có đánh được pet của mình không. Đây là 2-1 nha anh em ơi. Mượn bổ đu. Vợ ạ, vả ạ. Có lắm vậy vả ạ. Kết hợp với chiều cuối này. Rồi, xác định điều thuyền anh em ơi. Đồng băng anh em ơi. Không được rồi. Tôi chết con pet của mình rồi anh em ơi. Thu về không kịp. Điều thuyền đóng băng khá là tốt. Nếu không là cũng chết hơi nhiều rồi đấy. Kìa. Điên móc trúng zip. Quá sai luôn. Bộ kỹ năng của Aisa nó khác một chút xíu so với cái thời điểm ra mắt ở máy chủ thử nghiệm. Bây giờ không có những cái cây nhỏ nhỏ xung quanh chiêu 2 nữa đâu. Quá thấm. Và phát là 600 đam phép. Chiêu cuối vô này. Trời ơi. Có thể tốc biến qua được cái vòng của chiều cuối nha. Rồi không được đâu các bạn ơi. Hỏng rồi, chạy thôi, bé chạy đây. Team bạn toàn đấu sĩ. Thành ra là mình không thể để cho đấu sĩ áp sát được. Nếu không là sắp mặt luôn. Mất trụ rồi. Hết máu pet, không thể đánh được. Gọi về. Wow. Vẫn chạy về được đấy anh em ơi. Đấy.
Khi mà nó giữ cái khoảng cách xa tầm 12m, 12 xa thì nó sẽ bị thu về và các bạn nó sẽ được hồi máu nhá. Hồi máu này anh em nhìn thấy chưa? Hồi tầm 35 máu một phát cái con pet. Đổi, ui. Mình muốn là dùng chiêu 2 áp sát tướng địch sau đó hất tung, nhưng mà khá là nguy hiểm. Bé thừa này khó chịu quá. Này này, chịu đam các bạn ơi. Chịu đam với tôi. Wow, chưa có bé tín nhị, nếu không là mình ăn được Florentino rồi. Bạn này móc biết là mình làm gì, đùa à? Choáng cả đôi này. Hay quá, siêu việt nha. Đúng là mấy bé dễ thương cô tè này đi với nhau đúng là sức mạnh ghê quá. Wow, không trúng chiêu cuối rồi. Đừng bạn ơi. Đừng. Chết hết bây giờ. Ui, bóp siêu thốn từ anh chàng Zip. May quá là team mình cá đắc khỏe và khá là đông. Hút cả team vào sau đó bị bé điều thuyền đóng băng. Quá thốn anh em ơi. Ở khi đánh Aisa thì mình sử dụng phù hiệu, đó là phù hiệu ma tính nha. Như vậy thì hồi chiêu cuối nhiều hơn, hồi chiêu 2, chiêu 1 nhiều hơn, mình có thể ném chiêu 1 liên tục. Rất phê. Cả hai đều chạy. Wow, quá được Enzo rồi và chắc chắn Enzo chết anh em ơi. Vì đội pet của mình nó vả chạy hộ mình với và nó cho chú ý rồi đấy. Và đau vô cùng luôn. Mình với Jim đi cùng nhau có vẻ là hơi hợp đấy. Đúng rồi, vả đúng rồi, toàn pet ăn mạng anh em ơi, khỏe quá. Cái pet này khỏe cực kỳ luôn. Cái đường máu này, cái chỉ số sát thương này, giáp của... Đây, có con mồi của mình rồi anh em ơi. Ui, ném chút cuối hơi lỗi rồi. Chú hai lại không choáng được, thôi xong mình rồi. Cái chạy rồi anh em ơi, thôi. Không được, vã, trả thù cho chị. Ui, không được, tiêu đam, trời ơi, thốn quá. Không hiểu pha đấy này, tại sao chút cuối mình lại hụt được nhỉ anh em ơi. Đó, chỉ cần ném chiêu gọi là sai một tí thôi anh em ơi là sấp mặt ngay với bạn Florentino. Các bạn đánh công phép càng cao thì cái sức tấn công này, phòng thủ này, máu này, giáp mà phép của cái con pet tí nị này nó càng nhiều nha. Nó phụ thuộc công phép của chủ nhân. Khá thốn đấy nhở. Khá thốn đấy. Nhưng mà hai con pet này nó tấn công bạn, nó vả bạn thì chạy sao được. Bạn đóng băng rất tuyệt vời. Khá khen khả năng đóng băng của điêu thuyền. Nhưng mà Ahihi còn pet tí nị. Thực ra khi mà team bạn là đội hình, nói chung là bất kỳ đội hình nào, nhất là những vị tướng đánh gần, thì các bạn chỉ cần không cho tướng địch áp sát là Aisa sẽ phát huy được sức mạnh. Đó. Rồi, vả đã đi. Đúng rồi, lần này thì chết nha. Vả siêu thốn. Đam siêu to từ bé tí đi.
Wow, đánh 800 máu sát thương phép rồi anh em ơi. Rất tiếc là bé tí nị nó chết nhanh quá. Mình phải lên càng nhiều công phép càng tốt để bé tí nị trâu hơn. Chính việc là mình lên công phép càng cao thì chủ nhân lại rất là mỏng. Đây rồi, vừa dính lắm, vừa chính chiêu cuối. Con vé này phá trụ cụ rất nhanh nha các bạn ơi, vì nó là đam phép rất là to và tấn công, mình thấy tấn công cũng rất là nhanh. Solo rồng cũng được, đánh rồng là tầm 500 máu anh em ơi. Cái sát thương ở 1000 là chắc là cái chiêu một của mình. Kỷ cũng không làm gì bạn ơi. Đúng rồi. Một phút nơ đà là lên bản đánh số luôn. Không đùa đâu bạn ơi. Không đùa đâu, đội hình đấu xí thì mình đánh rất là gắt. Chiêu cuối vô, nhốt được điêu thuyền rồi. Wow, đỏ băng ghê đấy nhở. Hồi thân về điêu thuyền, trận này đánh cũng khá là tốt. Khả năng là đóng băng nhưng mà toàn bị nhốt vào chiều cuối của mình rồi, bị pét vả thôi. Vả, đúng rồi, pét đâu rồi? Đúng rồi, hay quá. Phá trụ đi các bạn ơi. Không hút nữa. Phá trụ nha. Đồ tiếp theo, đồ cuối cùng mình sẽ lên cái gươm huyền chiết. Đáng nhẽ ra mình phải lên gươm huyền chiết sớm hơn, bởi vì gươm truyền chiết thì con pet này sẽ đánh thấm hơn anh em ơi, vì nó có xuyên giáp pet xung quanh chạy hộ. Choáng này, liếm chưa một tiếp. Wow, quá thốn từ bé Aisa và bé tín đi. Và đúng rồi, mình chỉ cần né kỹ năng của điêu thuyền thôi, còn bé pet thì cứ vả. Siêu khó chịu anh em ơi. Ơi cứ thôi về đi pet. Rồi em chưa cuối, hơi lỗi rồi. Thôi thì mình sẽ lấy trụ nha. Đó anh em thấy tốc độ tấn công của bé tín hiệu rất là nhanh. Wow, đấy anh em ơi, bạn ấy vượt qua khỏi chiêu cuối của mình thì sao ấy. Và đúng rồi. Đùa mà biết ạ. Này thì chạy này. Quá thồn lên game đấy, quá sướng anh em ơi. Có vẻ là đầu game mình thấy là cũng chưa ok, nhưng mà lên game rồi đánh quen rồi thì thực sự là cũng rất sướng. Một chất tướng tuyệt vời. Và đây có lẽ là vị tướng tiếp theo sẽ ra mắt tại máy chủ mặt trời anh em ơi. Như vậy đây cô bài cũng sắp 90 tướng rồi. Quá nhiều tướng. Quá nhiều tướng anh em ơi. Vì vậy mỗi ngày mình làm cố gắng được nhiều lắm là 3 clip. Thì mỗi ngày 1 tướng, mỗi ngày 3 tướng. Thì phải tầm 3 tháng mới xoay tour được một vòng trái đất nha. Lên luôn. Bé Aisa và tín nị quá khỏe. Và tôi chú ý. Ơ đừng vào đấy bạn ơi. Đừng. Wow, trận này thì mình xạ thủ AFK mất rồi. Không sao, bình thường team mình 6 người, bây giờ 5 người thì vẫn ok. Vẫn đánh tốt. Chào bạn Enzo nha. Đang làm video clip về bé Aisa, vị tướng vô cùng đáng yêu dễ thương, là nhỏ nhưng mà rất là ghê nha. Có 2 bùa. Công phép cực cao, bé tín nị cực khỏe, nhưng mà cũng phải hết sức cẩn thận không để phổ đen lâu áp sát.
Không để pet tín hiệu chết, bởi vì pet tín hiệu chết là mình sẽ bị yếu trong vòng tầm hơn chục giây đấy anh em ơi. Bé sẽ là triệu hồn sư, triệu hồi sư. Nghĩa là các bạn làm sao và điều khiển cái con pet của mình thật là khéo léo thì mới phát huy sức mạnh được đấy. Và thốn thôi rồi, cấu gì ở thốn thôi rồi, nấm nổ thốn thôi rồi, ôi tôi sắm mất. nó chết rồi mà, con pet nó chết rồi mà, bị lỗi hơi một chút xíu thôi. Ở phía trên thì mình đang phá trụ cực gắt, mình sẽ cầm chân hai bạn này. Về à, không được đâu bạn ơi. Về à, về không được có đâu. Ok, như vậy video clip mình tiết lại sản đến đây là hết rồi. Một chất tướng quá tuyệt vời không anh em ơi, lại còn dễ thương nữa. Xin chào anh em và bạn clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.